Theo lãnh đạo vụ ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính, trong tuần tới, Bộ sẽ hoàn thiện quy chế tổ chức hoạt động quản lý và sử dụng quỹ vaccine phòng COVID-19. Quỹ do Bộ Tài chính quản lý, số thu của quỹ sẽ được ghi nhận và công khai minh bạch trên các website của Bộ Tài chính, kho bạc nhà nước. Ngay khi nhận được quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập quỹ, Bộ Tài chính đã khẩn trương triển khai xây dựng để sớm nhất ban hành quy chế hoạt động của quỹ và thiết lập bộ máy quản lý. Hiện tại, khi quy chế hoạt động của quỹ chưa được ban hành, các tổ chức cá nhân có thể tiếp tục đóng góp thông qua Mặt trận Tổ quốc hoặc Bộ Y tế. Sau đó sẽ chuyển các khoản đóng góp đó về quỹ vaccine phòng COVID-19. Mục tiêu sử dụng quỹ chủ yếu để mua vaccine hoặc hỗ trợ sản xuất vaccine trong nước. Căn cứ vào yêu cầu thực tế và căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính sẽ xuất tiền từ quỹ. Quỹ sẽ được quản lý sử dụng hoàn toàn công khai, minh bạch.